mến, bữa hổm mà cái có kênh hỏi anh đó là bị cái gương mặt mà của mình mà bị biến dạng gì đó là nó bị bùa bùa ngải gì đó có ngải, nói chung là bị ngải tưởng mà chính xác hơn là thầy tại vì lúc đó qua anh nói chuyện mình nói với thầy không à, thầy có xuất với qua không à, qua thầy nói là anh bùa ngải, nhưng mà qua anh lên khám trên sài gòn đó và tôi khám không được rồi đã gặp thầy. Thầy anh xưa tôi hình của anh đó à, anh nói cái sao nói là do nó đi đạt ngải tượng, có đoạn ngải tượng đó. Ngải gì anh? Ngải tượng. Ngải tượng hả? Ngải tượng đó là không biết nói thầy nói gì đó, nhưng mà thầy không thích cũng trong cái video của anh vừa không vội quá. Cái ngải tượng đó hả, mà con anh Mến có hỏi thầy là nó xuất phát từ đâu không? À, không có hỏi đúng chỉ nó là ngải tượng thôi à, mà nó anh đi đạt vô hả? Là nói là anh người ta bỏ hay làm sao đó, mình vô tình tôi đạt thôi. Rồi thầy mới giải mới trị cho anh Mến là cái gương mặt gì luôn á. Là ông cự nó phạt lúc đó anh đâu hả đụng từ đâu, là lúc đó anh không có hữu đánh nghe nó như cái non lá đúng không? Đúng rồi, là có hỏi nó tập cái nào nè. À, nó cúng rắn mà nó cúng rắn nó đang như là cục đá hình vậy đó. Dạ. À, nó nhốt cái rắn hành sáng lên đâu có ăn uống nữa được, nó là lúc chết không à. Thì lúc mà xuống thầy đó là thầy bắt mặt à, mặt nó yếu quá rồi cũng hên xui đi. Cho ông thuốc à, thầy hao thuốc cho ông thuốc qua mà là hết nhất. Nó sợ xuống luôn, mà nó sợ xuống gì đó. Cái người thầy đó là ở đâu à, anh Mến? Rồi lúc trước thầy ở dưới Hoa Hồng Kiên Giang á. Hồng Kiên Giang á. Bây giờ thầy lên Sài Gòn Bình Chánh đó. Vậy nhưng mà thầy bây giờ cũng vẫn còn dạ, vẫn còn hút thuốc men. Thấy trong clip anh gặp thầy anh rất là xúc động. Dạ, thầy em cũng có xem đoạn clip đó, em cũng rất là xúc động cái tội nghiệp. Là cái giống như cái ngờ ơn cứu sống đúng không? Cứu sống mình. Cũng như là trao ngờ xung đồng thứ hai. Dạ đúng rồi. Cái gì cũng phải nhớ cái ơn. Dạ đúng rồi. Mặt thầy khóc nói là không nên rờ luôn. Mình nhớ cái ơn với mình. Ủa mà sao mà bữa đi với ông Hồ mà sao mà lại gặp thầy ở trên đó, sao biết cái địa chỉ đó anh Mến? À, cũng không, cũng là tình cờ thôi, như là mấy anh vô tích đó qua anh lên đó rồi có thầy xem gặp. Thầy thấy hay là người thân thầy thấy đồ? Thầy thấy. Thầy thấy luôn ha. Thấy rồi, có anh bùa Hồ đó, có đổi số điện thoại của anh cho anh đó. Ờ, thầy mới điện. Cũng cái duyên gặp lại ha. Cũng có lúc mà trước khi đi Sài Gòn cũng có nhiều người hỏi thầy đánh ông chỉ xuống dưới, thầy là người ta nói là thầy gõ xuống đi trong mấy năm nay rồi. Sao mà tôi gặp chuẩn thầy chuẩn mừng lắm, cũng gửi cho người khác luôn, gửi cho người ta ảnh người ta hỏi thanh được chữ thầy dữ lắm. Cũng có, một, ha. Cũng có một người số người thì nhờ thầy giúp, cũng có một người thấy hoàn cảnh thầy khó khăn đó, cũng muốn thầy giúp mẹ, thầy giúp mẹ. Cái gì cũng có cái duyên của nó. Thì tụi em trước mắt thì lúc bữa hổm thì quay cái clip anh Mến là đầu tiên nhất luôn. Dạ đúng rồi. Bởi thành ra rồi cũng anh em trên mạng, anh em trên mạng chỉ, biết chỉ thì cũng coi như là cũng cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mấy kênh lớn đã giúp đỡ anh Mến. Đây anh Mến hồi xưa nha mọi người, cũng đẹp trai nha. Thầy quay quay thấy nha, anh thấy không? Đây thấy các bạn, hình của anh Mến mà khi mà ảnh gặp vợ của anh nè các bạn, khuôn mặt rất là đẹp trai ha. Lật thêm lắm nữa nha cho nó gần gần. Lọc con chua coi. Đây nào. Đây nhìn nó rõ hơn nè. Rồi đây các bạn. Mà anh cũng không biết ngải tượng hay sao hả? Đâu biết đâu. Nhưng mà hồi lúc đó mà anh Mến nói là ba của anh Mến nói là chỉ là bị gì? À, lúc trước thì đứa sử nó là khối u. Nhưng mà đưa thầy đồ nào cưa thì thầy không có bệnh luôn. Thầy mẹ đổ đó là nuôi thầy quà đồ đó, không có bệnh hết. Mà sao xuống mặt thầy dưới á,
ốc tập thôi coi qua. Biết là cái đập nhằm ngải tượng. Như là anh Mến đi mấy ông thầy ở đây là không biết luôn. Nói chung là vùng ở núi này là anh đưa cũng rất là nhiều luôn. Nó tính ra không có tên ông thầy. Vậy đó hả? Là giống như cũng nhiều lắm hả? Ai chỉ thầy hay là tìm tới. À chỉ cái thằng nào hay là cũng ra. Thì mai thầy quốc chủ mà. Ai chỉ thầy hay là lúc nào cũng tìm tới. Tôi từ tháng tới trường ranh ao cũng rất là hổ. Có thằng cho ốm còn hai lần thuốc mà cũng giảm. Thì ví dụ như có đi mà ông thầy ông chị về mà này kia không có gì ông chị theo kiểu dân gian gì không? Dạ cũng có, cũng đủ thứ có cách trị luôn. Có nhiều hả? Nhiều cách lắm hả? Dạ đúng rồi, có người thì... anh có thể cởi một cái có người thì dùng thuốc này đắp người lên cho mình ốm. Có người dùng bùa ngã rửa bên mặt mình tùm lắm đó. Bùa luôn hả? Dạ có người đặt, nói chung là đủ thứ hết. Như trong mấy lần cái chị bệnh đó đó, anh có ấn tượng một cái ông thầy nào chị với anh không? Anh có thể nói không? Nói chung là cũng không có ấn tượng là thằng anh đó. Lúc đó cũng là nước nói đâu có còn có suy nghĩ gì. Chỉ mong là cho nó hết thôi phải không? Chỉ mong cho hết, có thầy cũng chị mà đánh vẽ mặt mình dữ lắm. Vẽ vô mặt mình luôn hả? Vẽ luôn mà. Giống như là thầy đã nghĩ chắc có người tà ra đang nhập vô mình thì giả cho dân ra đúng không? Đúng rồi. Bởi vì cũng có không? Rất là nhiều luôn, nói chung là nhiều lắm. Là trong vùng bảy núi là nến đi, mến đi hết luôn hả? Đi hết luôn. Có lẽ Bùa Lão Ban cũng có qua tới luôn. Có luôn, có luôn. Không, không đủ tôi ăn là không có ướt được. Rồi bây giờ cái anh Mến mới gặp được cái ông thầy đó ở Kiên Giang ha. Dạ, đúng rồi. Tính ra là ông thầy đó là nó ăn cũng cao lắm à. Dạ. Nói chung á, hồi xưa thầy thì xào Bùa Lão Ban không ngon, nhưng mà sao lên trên đâu thầy không còn chưa chấp nhận là xào Bùa nữa. Là ông thầy chị anh Mến đó hả? Dạ, không hiểu lý do hay là xào cũng chúng vườn rồi, anh giấu, thầy giấu mình không biết. Thầy giấu rồi. Rồi nói chung là không thích nam. Thì về cái bùa ngải đó thì nó cái theo kiểu mà mê tín dị đoan rồi. Dạ đúng rồi. Gà rồi cái người ta cũng không có nói về nó đụng chạm. Có đợt mà thầy chị của anh xong thầy cỡ đó là nhà báo anh quen được xuống dưới đó. Kiếm thầy à? Dạ đúng rồi, không vắng thầy mà đăng lên báo đó. Rồi thầy quen sao là rất là nhiều người xuống. Một ngày thầy nói là khoảng 1-2 ngàn người. Đó, dạ, và trường tính hậu từ tự đó và đông quá chính quyền nó làm nó làm thầy nó bỏ đi. Cũng khổ quá ha. Cũng chị bệnh của người mà. Cái chuyện đó thì hơi nó mình không dám nói. Chuyện đó nó có gì mình muốn nói. Uống nước đi anh hả? Dạ. Anh ăn cơm chắc ăn bằng bụng không anh? Dạ đúng rồi, ăn bằng bụng có khăn đó anh bảo đó. Thấy lúc nào clip ăn cũng phải có cái khăn hết ha. Thấy clip anh món ăn thấy ăn rất là cực khổ. Đúng rồi anh, bỏ cửa mà cũng có mẹ anh ăn còn tự nhiên quá. Anh mẹ anh ăn còn tự nhiên quá, đi xa là anh cũng đói. Cuối cùng anh cũng có nên con Thảo 1990 và Lê Thanh An Giang Lê Thanh. Tùng cũng có nơi hai anh rất là nhiều luôn. Cũng có người hai anh là cũng giúp đỡ anh như thế nào.